Tại mình đang ở trên bãi 21 Tịnh Biên nè các bạn, giáp ranh giới Campuchia. Đây là cách của mấy anh người ta xuống hàng nha. Xe ở trên Campuchia cỡ xuống rồi mới muốn bãi ở dưới xuống ghe mình. Tại vì ghe đi lên trên chảnh chưa được, nước chưa có nhiều á các bạn. Đợi nước lũ nhiều rồi mới đi lên trên kia mới nhận được. Giờ nước lũ chưa về nên nhận ở dưới biên giới. Ở đây ghe rất là đông. Quay vòng vòng ở cảnh này cho các bạn coi. Đó rồi có mấy cái núi ở đường đó đó. Mấy xe tải của Campuchia lớn lớn lắm nha các bạn. Xe gì chở tới mấy chục tấn mà. Khoảng 40-50 tấn. Có mấy chiếc 60-70 tấn nữa. Này là mình tải bỏ cám lên, mình tải rồi chạy xuống đây làm ảnh giác, ảnh cắt đây. Làm này sức khỏe phải nhiều cái lắm làm. Mình ảnh làm từ sáng tới chiều không. Nghe mình xuống này là khoảng tới chiều mới đầy. Còn ở phía bên ghe trắng này là người ta đang lên gạo nè. Mấy anh này là Việt Nam có với Campuchia có luôn nha các bạn. Ở phía mà sau này là người ta đang xuống lúa nè các bạn. Đó là anh giác luôn vậy đó, bao được cũng cỡ 70-80 kg chứ không có ít đâu, có nhầm bao 90 kg, cái 100 kg nữa, 110 mấy kg cũng có nữa. Cái này vụ này chưa nhiều lúa mà vậy, ghe này còn ít, chứ mà vô tới vụ đông xuân rồi ghe trên này cứ ngắt hết trơn các bạn ơi. Đậu mà chừa đủ cái đường để đi vô thôi chứ không có dư luôn. Bến bãi trên này khó vô nữa. Hồi nãy cái anh ghe sắt này nè vô bến là làm mình hết một cái kinh rồi. Nước chảy mạnh quá các bạn, để tấp neo không ăn nữa. Vì hồi nãy là mua rồi đâu có quay được đâu. Nhưng anh chắc thay phi nhau rồi. Này là cám nha các bạn. Còn đó là gạo, còn sau lưng mình là lúa. Xíu nữa mình đi lên trên bờ, mình quay vòng vòng ở trên bờ cho các bạn coi chơi cảnh ở đây. Ở đây nhìn nó cũng bình yên lắm, đồng ruộng lúa với núi luôn à. Cái này mà xuống thì là hơi chậm rồi đó. Chứ mà dục mà kích bao vô không, hổm bữa hổm dục kích bao quá là hồi kia trời cũng gần chết trời. Ở
không mình để mình đi lên bên trên bờ, mình quay vòng vòng trên bờ cho anh em coi. Mình phải kèo lên mình tải đi mình chở mới được, mình đâu có đường đâu lên. Cái bến này khó xuống quá các bạn ơi, nãy giờ giờ ghe sửa ghe hoài mới có đi lên trên bờ được. Nãy làm tốt sao giờ đi ra giờ ra tốt trước mũi nè. Đây là cái dấu hồi nãy ghe sắt lên nắm đi. Cái dấu của ghe sắt nãy nó ôm vô nè. Né lỗ bành kỳ luôn, chóc cây trơn luôn. Rồi 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 rồi. Ê ôi, vô lấy vào đồ kìa. Đấy thiệt chứ, xuống hàng ghe nó nghiêng rồi nó ngã mình đúng chứ. Tôi lấy vào đồ đi, tôi đi cướp hả? Lên giữ vào đồ lên mền bụng ngã kìa. Chắc cái nó bút ra vậy. Rồi bây giờ mình đi rớt cứu chị mình này, tạm thời ngưng chút xíu, tiếp tục video thôi các bạn ơi. Quá trời cho bến, bến này khó khăn quá, bến hẹp mà ghe lớn vô nhận không. Đây quay cho quay mấy anh này giá cho các bạn coi chơi. Giá kiểu kêu không được, giờ đổi giáp từ mũi giáp dài vô vậy đó. Được nè, đó sáng quát luôn. Trời trời sáng giờ ghe mệt, bến hẹp này các bạn thấy không đó, ghe cộ đậu vừa đít không, chen chút vô không rồi. Rồi sau đít thì đụng ngoài sau chiếc ghe ngoài sau á, còn chiếc này ngoài chút mũi thì đụng chiếc ghe sắt chút mũi, giờ cứ ngắt rồi không có nhúc nhích đâu được. Lũ này chuẩn bị dài các bạn ơi, vài tháng nữa chắc có đi lên miên, có đi lên miên mình sẽ quay cái clip mà đi lên trên đó cho các bạn coi nha. Trên dãnh có casino đồ các kiểu. Mấy anh này là giác ăn tiền đầu tắng các bạn. Thôi để mình kiếm đường đi lên bờ coi, nãy giờ nói đi lên bờ hoài mà đi không được, để mắc giờ ghe hoài. Đi lên bờ quay mấy cái núi mấy xe rồi cho anh em coi chơi. Sáng xuống sáng giờ đường xe các bạn ơi, nãy giờ ghe hoài chưa lên bờ được, giờ mới đi nè. Nó anh xuống xong anh quét nốt cho mình đàng hoàng chân ổ xuống ngủ xong rồi mạnh mới lấy bao hết. Đây là cái bến xuống hàng nha các bạn. Đây là xe của Campuchia. Đây mình đang đi lên trên đường. Xe này chuẩn bị đi cho cái cát vô. Hiện tại xe lúa chưa có xuống các bạn ơi. Xe này xe nhỏ. Để khi nào mình đi lên trên Campuchia mình quay mấy chiếc xe lớn cho các bạn coi, xe này còn nhỏ lắm.
mấy chiếc xe kia gấp hai chiếc xe này. Xe này chừng 40 tấn quá. Mấy chiếc kia đẹp lắm, mấy chiếc xe lớn nhìn đẹp lắm. Đây là toàn cảnh ở trên đất biên giới nha các bạn. Chó này không quen luôn, kêu cũng mừng luôn. Để mình đi ra nói mà kêu mình quay mấy cái núi gọn cho các bạn coi xem. Con cố này không quen mới kêu cái ông chạy theo hoài luôn chạy. Bộ đội bắt hả? Quay núi cũng bị bắt nữa hả? Quay núi cũng bị bắt nữa hả trời? Anh kia nói là lên đây là cấm quay phim. Quay phim là bộ đội bắt. Kiếm cái đường nào đi ra ngoài ngãi coi. Cái này là cái căng xe tải nè các bạn. Xe tải ở trên căng chia xuống chạy vô đó căng. Đây là toàn cảnh ở trên đất biên giới này. Khi nào nước lũ lớn về á các bạn là ngập ruộng mấy ruộng này hết trơn nè. À, ghe mình chạy trên đó luôn á. Bây giờ nước lũ mới có tràn về rồi, chưa có ngập. Nó khoảng một tháng mấy hai tháng luôn á. Cái nhà màu xanh xanh với cái nhà đỏ đỏ đằng đó là casino đó các bạn. Phải không ta? Hình như là casino đó các bạn. Casino nhỏ, tại vì ở dưới vùng biên giới này casino không có lớn. Đi lên trên tới thành phố chỗ này casino lớn lắm. Đó, còn ở này là cái đường mà xe tải ở trên cam xuống nè. Nên chạy theo cái đường ruộng lấy cám, lấy lúa ở trên kho trong chỗ anh vận chuyển chỗ này. Này là chốt nè, chốt anh bộ đội canh giữ. Trên này rất là nắng các bạn ơi, nắng kinh khủng. Mùa này là dạng là đỡ rồi đó, mấy cái mùa kia kìa, mấy mùa hạn còn dữ nữa. Nắng chảy mỡ luôn. À, bạn thấy mấy chiếc xe của mấy anh Campuchia trang trí dữ không? Kiến hậu đèn đồ màu, mấy cái chiếc này là còn đỡ đó, mấy cái chiếc mà bự kìa, mấy chiếc lớn kìa, trang trí còn dữ đó. Đủ thứ màu hết trơn, xe là 7 màu luôn. Ở trên đây bụi ngập đầu luôn. Bên đây là người ta xuống lúa nè. Thôi giờ để mình đi xuống ghe các bạn ơi. Bữa nay xuống hàng không có đầy, giờ ngày mai nó mới đầy. Bữa nay có hai xe chừng 80 tấn là ngày mai nữa. Có tại vì giờ sớm giờ ghe hoài. Thank you.
nào tại sao chị này chạy tiêu là cái này là đây không mất đâu. Hả? Đếm giờ giờ ghe hoài bởi vì quay nó hơi mệt. Anh em coi có gì sai sót thông cảm nha. Xuống được chừng mấy chục tấn. Rồi thôi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Giờ xe tải nghỉ xuống rồi, chút xíu nữa xe tải mới xuống tiếp. Mình xin kết thúc video ở đây rồi nữa có đi lên trên cam mình sẽ quay tiếp cho anh em coi. Đi lên cam nó mới nguy hiểm, mới nhiều cái hay để quay. Ở đây thì nó cũng chưa được hay lắm. Rồi chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em ở những clip sau. Anh em coi có gì mà sai sót anh em thông cảm nha. Tại vì nãy giờ sớm giờ nắng nôi giờ ghe hoài mệt quá. Mệt quay video cũng mệt nữa. Rồi anh em xem hay nhớ like và ủng hộ Hoàng Thanh nha.